Chào các em. Hôm nay chúng ta học đếm từ số 0 đến số 10 và tập ghép chữ cho từng con số nhé. Nào, chúng ta bắt đầu. Số 0. Tiếng Anh đọc là Zero. Gồm các chữ Z, E, R, O. Zero. 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 Số 1. Tiếng Anh đọc là One. Gồm các chữ O, M, E. One. 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 Số 2. Tiếng Anh đọc là Two. Gồm các chữ T, W, O. Two. 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 Số 3. Tiếng Anh đọc là Three. Gồm các chữ T, H, R, E, E. Three. 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 Số 4. Tiếng Anh đọc là Four. Gồm các chữ F, O, U, R. Four. 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 Số 5. Tiếng Anh đọc là Five. Gồm các chữ F, I, V, E. Five. 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 Số 6. Tiếng Anh đọc là Six. Gồm các chữ S, I, X. Six. 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 Số 7. Tiếng Anh đọc là Seven. Gồm các chữ S, E, V, E, M. Seven. 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 Số 8. Tiếng Anh đọc là Eight. Gồm các chữ E, I, G, H, T. Eight. 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 Số 9. Tiếng Anh đọc là Nine. Gồm các chữ M, I, M, E. Nine. Nine. Số 10. Tiếng Anh đọc là Ten. Gồm các chữ T, E, M. Ten. 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 Bây giờ chúng ta đọc lại các số vừa học thêm một lần nữa nhé. Zero. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Chúc các em học thật giỏi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em.